bảng chữ cái thật là khó quá đi mất thôi. Có chuyện gì vậy Lucy? Con cua, dơ là con dơi, đơ là đi chơi, e là em bé ơi, ê là con dê, dơ là chiếc vôi, ho là bông hoa, y là viên bi, xa là quê kê. Ha ha ha!
Yeah! Ow! Nhìn kìa! Hey! Hey! Ooh! Ah! Ooh! Ah! Quà gì mà chua chua thế? Xin thư dân quà khác. Ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Cưng cưng, xin thư rằng quà trái. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Yeah. Hả? Quà gì mặc bao nhiêu áo? Xin thư rằng quà pháo. Ăn vào thì chắc là dai. Không dai, nhưng mà nổ biết hai tay. Quà gì mà gai chín chín? Xin thư rằng quà mít. Ăn vào thì chắc là đau. Không đau, thầm mình từng mấy hôm sau. Còn những quả ăn được, còn những quả thì không đâu nhé. Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất. Wow. To bằng quả mít một không? To hơn, to bằng nhìn núi Thái Sơn. Làm tốt lắm mấy đứa. Goodbye. Wow. Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con heo đất.